rồi, thiếu một bác nữa xuyên đi bắt ở Mạng Thành đó. Mày hết các bác. Bây giờ cô Bình nói, Bình nói. Cháu bay để. Bình nói mấy câu mấy bà bên tất cả đi lên rồi. Nay nhân dịp có một nửa cái họ Hoàng Hà Nội vào thăm cái họ Hoàng Sài Gòn, em muốn lần mời các bác đi theo mở hớp rượu nhà thì mời mở hớp rượu nhưng mà sẽ đỡ xin cải chính, không có họ Hoàng Hà Nội, họ Hoàng Sài Gòn gì cả. Hoàng là mốt. Lâu ngày quá em không về thăm các bác giờ thì các bác sang thăm em. Họ Hoàng là ở khắp thế giới. Mỹ có, Pháp có, Úc có, Việt Nam có. Cái bạn này có vài lời gì không? Có ai nhắn nhủ gì không? Hình như anh xong với chị sắp sửa đám cưới rồi ha. Chúc mừng nha. Rồi mình nâng ly lên. Vô, nâng ly lên, tất cả mọi người nâng ly lên. Yeah, vô gái. Vô, 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 vô. Đừng mấy tháng nữa là cũng ăn tiệc cũng giống cái này ha anh xong ha. Yeah, đúng. Là có lẽ là đầu tiên cả
Đây là cháu Phong, con của chị Tư. Chào bà. Rất là bạn con dì Tư, dì Tư là em chị của anh Dũng, em của ông Kim. Sao mà đến cả chào chơi nhau từ lúc thành quen? Chị Tư đi phát, tập với chị Tư bằng chị Tư 43. Sao sẽ tập tuổi được không? Không, chị Tư sinh năm.